Nhìn được rồi. Hiểu rồi không? Ừ. Anh đang làm cái con cặc gì anh Thi? Quay mặt người ta chứ quay cái cà hao à. Nè. Thôi. Gặp tôi vậy tôi không cho quay. Cảm ngắn bao ạ. Chí này đang chơi điện. Ba. Có ba. Cái này giống như ba ba lắm. Thôi với bà gãy cái mũ này phải không? Phải rồi, Chí thích Minh rồi, làm thân ra đưa biết. Làm gì đâu. Đó, cái em vào fan hâm mộ của mình. Nè. Anh anh. À, chứ hết làm gì anh? Chứ hết là đốt chảo cho nóng lên. Ra đây, ra đây. Ê, con phụ kiện thôi. Cô quẹt. Đây nè, cháu cô quẹt nè. Mở ra nè em chá. Anh quay là cái bình cháy là thành ra bao nhiêu phút. Làm này có nhiêu phút rồi anh? Quay mặt lên chứ lời, quay mặt lên chứ lời. Nửa tiếng. Lâu với trời, đủ nữa. Đúng là lửa khèo ra, lửa khèo. Lúc xuống thấy lửa khèo. Lâu. Mới có 2 phút mấy. Để coi mày làm mấy phút. Cháy mà. Tại sao mà không quay cái chảo ra? Cho là gì em? Cho màu chín. Cơm chín sẵn rồi quay chi chứ. Ủa sao nãy nó dầu sống mà. Nó lỡ làm như có cái nào khác chưa? Có đèn khác đó. Chết rồi. Chảo nó nặng bể không? Chạy nó chàng
Thử cái cơm cháy ra đó mà. Anh ơi có vàng hay không anh? Trắng rồi. Anh ơi em mới ăn cơm cháy. Anh ơi em anh có thể bảo đảm là vàng khoảng bao nhiêu phần trăm nha anh? 10%. 10% à? Sao ít vậy? Tại nó bị ra tới đây anh. Ôi quá đẹp, quá đẹp à. Oh, yeah. Không đại rồi. Vô. Quá trời ngon rồi. Quá ngon mấy ní nha. Thế là xong rồi.